con đường là từ đường sông, bờ sông Sài Gòn, và cuối con đường là tòa bưu chánh, bây giờ gọi là ủy ban dân thành phố. Bây giờ mình sẽ đi dọc cái con đường đi bộ để quay cho các bạn xem. Hai bên đường đây là cũng là một kỷ niệm một thời của mình. Hồi xưa nhà mình nghèo lắm, chỉ có nó thắng là ra đây bán báo Tết thì ở đây bán nhiều hoa lắm. Nhưng mà kể từ khi họ làm con đường đi bộ, một số cây xanh mới được chặt bớt, và cái những diện cũ chỉ còn chỉ hoài niệm thôi. Mời các bạn theo mình.
mưa buổi sáng, đường này nó chỉ đông vào ban đêm. Đừng mê lợi thì sẵn nghe đường chợ Bến Thành.
cuối đường là tòa Đôi Chánh Sài Gòn. Những cái đường mình sẽ quay cái mặt tiền của tòa Đôi Chánh.